Ví dụ thứ nhất, người ta yêu cầu thực hiện phép tính. Thực hiện phép tính như thế nào thì các em tập trung này cho thầy. A là 2 trừ 7. Nhá, các em tập trung nhá. Ví dụ 1 của thầy câu A này là 2 trừ 7 thì bằng 2 trừ 7 thì theo quy tắc là chúng ta có theo công thức là A trừ B thì bằng A cộng với trừ B. Tức là bằng 2 cộng với trừ 7. Đây là cộng hai số nguyên trái dấu. Chúng ta lấy số có trị tuyệt đối lớn hơn. Trị tuyệt đối lớn hơn đây là bằng 7. Trừ cho trị tuyệt đối bé hơn là bằng 2. Tức là 7 trừ 2 được 5. Và dấu là dấu của số có trị tuyệt đối lớn. Vì số có trị tuyệt đối lớn là số âm 7 mà. Cho nên dấu là dấu âm. Cho nên chúng ta có bằng ngay 7 trừ trừ này. Trị tuyệt đối của trừ 7 này. Trừ cho trị tuyệt đối của 2 này. Đúng không nào? Và đây chúng ta bằng trừ 5 ngay. Đó. Tiếp theo này. 1 trừ cho trừ 8. Câu B. Thầy có 1 trừ cho trừ 8. Trừ cho trừ 8 là cộng với số đối của âm 8 là bằng 1 cộng với số đối của âm 8 là 8. Và 1 cộng 8 có thể bằng 9. Được chưa? Tiếp theo. Âm 2 trừ cho 6. Đây là C. Ta có âm của 2 trừ cho 6. Âm 2 trừ cho 6 là cộng với số đối. Âm 2 cộng với âm 6.